Mọi người đi vào rừng nghe rap không? Chào các bạn, lại là mình, ký kỳ cục của mọi người đây. Ngày hôm nay của các bạn trải qua như thế nào? Hiện tại thì mình đang ở Di Linh. Ở chuyến đi 2 ngày 1 đêm này ở đây á, thì mình đã có dịp gặp gỡ và học hỏi được rất là nhiều điều từ anh chị. Đầu tiên, như mọi người cũng đã thấy thì mình đã thay cặp mắt kính rồi. Thật sự thì đây là một kiếp nạn đó mọi người. Chuyện là trong lịch trình của tụi mình sẽ có chèo súp. Trong quá trình vận chuyển súp ra hồ á, khi mà vác cái súp lên thì vô tình cái súp to ấy á, nó đập vào cái mắt kính của mình, thế là méo mắt kính luôn. Cái cặp mắt kính đó mình rất là thích, và mọi người có thể cảm thấy là nó sẽ phù hợp với khuôn mặt mình hơn cái cặp này, đúng không? Là trước đó là mình có nghĩ là hay là mình đem theo một cái cặp mắt kính xe cua đi, là mình có mang theo cặp mắt kính đó. Thật sự thì mới mang lại cặp mắt kính này, cái cảm giác nó cũng sẽ, nó chưa có quen, mà gặp vác cái súp di chuyển trên cái địa hình ruộng bậc thang để mà xuống hồ thì trời ơi, nó thật sự khá là, mình đánh giá là khá là vất vả. Nhưng suy nghĩ một cách tích cực đi, nó như là một dạng để mình có thể tập luyện cho bản thân vậy đó. Cũng hơn là chuyến đi chuyến về vác lên ruộng bậc thang thì vẫn hoàn thành sứ mệnh. Cho mọi người xem quang cảnh một vòng nơi đây ha. Trong clip là mình đang chỉ cảnh núi rừng. Kì mây mây ngàn đầu kia núi núi lô nhô cho mọi người á. Nhưng mà tại vì nó hơi thiếu chuyên nghiệp, bị cái lỗi này hoài luôn. Không biết mọi người sao chứ mình rất là thích những cảnh như vậy. Đây là cái view từ cây cầu gỗ của tụi mình nhìn ra. Còn đây là những người bạn đồng hành của mình nè. Thật ra đây là một chuyến công tác nghe người lớn ha. Mọi người sẽ có một nhiệm vụ là khảo sát tình hình ở đây, và sẽ note lại những điều để mà khách khi mà tới sẽ có một cái trải nghiệm tốt nhất. Năm nay nó là như vậy. Mọi người đi chung thì thật ra thì đây là lần đầu tiên tụi mình gặp nhau, trò chuyện với nhau, nhưng mà ai cũng rất là cởi mở luôn. Tới khúc chèo súp nè, đằng xa xa kia mọi người thấy gì không? Đó là một cái cây, hay còn gọi là cây cô đơn. Cái cây này mọc một mình ở một góc thôi. Nếu mà mùa nước dâng cao á, là cái đảo xung quanh cái cây này á, là nó sẽ biến mất luôn. Mọi người khi mà từ bờ nhìn vào sẽ chỉ còn thấy cái cành cây thôi. Khúc này là bị gãy mắt kiến rồi nè. Cố gượng cười nhưng mà trong lòng đau nhói nha. Cây cô đơn bữa nay sẽ không còn cô đơn nữa. Thấy chưa, lại nghiệp dư dữ chưa. Tụi mình thuê thuyền để mà đi vào thác nước chơi. Sẽ có một chú hướng dẫn tụi mình vào trong thác. Băng qua một dãy rừng cà phê nữa mới vào được thác. Nước sông rút. Cái này nước sông, nước hồ hay là nước 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 thác hả? Thác này rất là xiết luôn. Biết sao không? Đáng lẽ lần đầu qua là rất là ok rồi, nhưng mà để cái điện thoại ở bên này, thế là phải quay lại bên này lấy, mới thành ra là đi qua đi lại. Giống như cái kiểu vlog mà quay một ngày trời á, rồi đặt góc máy quay ở đầu giường, cái giả bộ vương vai tỉnh dậy. Nói chung clip là hôm nay là sảng khoái, đây là lần đầu tiên mình mở mắt nha mọi người. Kiểu vậy vậy đó. Thì cái này tôi đã phải trả giá. Nhìn hình ảnh lần đầu qua thác là mình cũng thấy là mình hơi liều thật sự.
Và cái giá phải trả cho bài học này đó là lặng nhìn một chiếc dép của chỗ Kala trôi theo dòng nước. Lúc đó thật sự bất lực luôn á. Mình tưởng tượng ha, cái lúc đó mà là cái điện thoại là một đi không trở lại luôn á. Nếu mà một bài học ở đây được rút ra đó là sự bình tĩnh, giữ cái đầu lạnh. Tại vì càng hoảng loạn, càng gấp rút thì sẽ càng dễ té. Mà mình thấy cũng vui, rút ra được một cái kinh nghiệm đi thác, đó là chân của mình phải đứng vững ở một cái hòn đá trước, rồi sau đó dùng một chân dò la những bước đi tiếp theo. Khi thấy chỗ tiếp chân nó vững rồi thì hãy bước qua, nó là như vậy. Đây là tôi, chưa bự tị. Còn đây là tôi, sau bự tị. Mọi người đi vào rừng nghe rap không? Cái gì cũng phải có cái giá của nó. Để nghe được bản rap này á, tụi mình đã phải leo 2 lần rừng. Thực ra là lần đầu đi lộn. Mỗi ngày 24 giờ thanh thản. Anh xong về những điều rất đơn giản. Nhìn vạn vật với gốc nhìn nguyên bản. Nhìn chính mình, cái nhìn tương phản. Họ thấy cái ăn mày, anh thấy một vương giả. Trước khi hiểu về tình yêu thì phải học cách thương đã. Tâm trí xảo trá luôn biến mọi thứ trở nên phức tạp hóa. Bon rút năng lượng đại cảm xúc đến mức đập phá. Dù bị dẫm đạp hoa vẫn lưu hương trên gốc dây. Họ muốn xin sức tự do vút bay. Đôi lúc mộng mị là cuộc đời anh chót say. Tham vọng như cơn khát muốn được rót đầy. Có quá nhiều thứ sợ mất đi nên đêm dài phải thức canh. Họ không biết mình là ai nên mới đi tìm một chức danh. Những hình xăm bắt đầu. Anh hết tục rồi. Mới cầm video quay. Sau đây là vơ gắt. Gặp hôm đó là mình hết quần dài, phải mặc quần ngắn, leo rừng nữa. Về là bị mũi chích nha. Con vắt nó bu đầy người luôn. Nhưng mà đáng đúng không? Anh rap hơi bị cuốn. Thì cả nhóm sẽ tổ chức chơi thật và thách 36 câu hỏi từ lạ thành thân. Hỏi nhiều nhiều câu lắm. Và giải đặc biệt, người bị hỏi chúng sẽ nói về tiểu sử cuộc đời mình trong vòng 4 phút. Mọi người biết dính ai không? Dính ai không? Đúng rồi, dính mình đó. Mình hơi bị xu trong mấy cái khoảng này luôn. Chúng thưởng là sẽ không bao giờ thấy phần mình chứ. Mấy vụ này là dính hoài luôn. Nhớ lúc trước ha, lớp có 100 bạn học kỹ năng. Do không có thời gian nên thầy chỉ chọn ra đúng một bạn để lên thực hành thử thách dính ai, mọi người biết không? Mọi người nghĩ đúng rồi đó. Lại dính mình nữa. Bởi nhiều khi bất mãn nhiều cái không muốn nói luôn á. Nhưng mà phải nói tiếp nè. Về lại vấn đề ha, thì mình cũng tóm tắt những cái sự kiện nổi bật trong cuộc đời của mình. Và những gì mình nói á, kiểu là nó xuất phát từ tận đáy lòng ấy. Cộng thêm gió trời bên Di Linh. Cái này mình thêm thắt vô ha, mình không có biết nữa. Nhưng mà yếu tố tâm linh nữa hay sao ấy. Mà chia sẻ xong cái câu nói đó ha, cái người mình lạnh rung hết trơn luôn. Rung cầm cập đúng nghĩa luôn. Tới mức mà không thể nói thêm bất cứ một cái điều gì nữa. Không thể mở miệng ra luôn ấy. Khi mà tới đây á, không cần đeo khẩu trang luôn. Không khí nơi đây rất rất là trong lành. Khỏi nói mọi người cũng có thể cảm nhận được mà ha. Nhưng mà thật, một cái cảnh đẹp nào đó, khi mà bạn cầm điện thoại lên bạn quay, bạn chụp, thì nó sẽ không thể nào đẹp như cái cách mà bạn boom điện thoại xuống, bạn trực tiếp cảm nhận bằng mắt, bằng đầy sự hiện diện của bản thân. Điều thứ hai á, đó là đi ngủ sớm. Nói ra mắc cỡ chứ. Tại trước mình cũng có làm một cái video tương tự. Thực ra là bị bất đắc dĩ, nhà chính của Kala thì sẽ có một cái cục wifi. Và ở đây sử dụng năng lượng mặt trời là chủ yếu. Nên tối cả nhóm phải đi ngủ sớm.
Nhưng đúng là cái nguồn năng lượng ngoại ô nó khiến cho con người nó dễ ngủ hơn. Và xa rời những cái thiết bị điện tử là con người như được nuôi dưỡng và hòa mình vào lại với thiên nhiên vậy á. Điều tiếp theo mình cảm nhận á, đó là mình thấy là con người thật là nhỏ bé giữa núi rừng thiên nhiên. Bản thân mình á, là ở thành phố từ nhỏ đến lớn, có ở trong nhà là nhiều, nên là những cái hoạt động thiên nhiên như là lội thác nè, đi rừng nè, đi lên ruộng bậc thang, leo trèo đồ á, nó bị dở đi, bị kém đi. Mình thì mình nhìn nhận cái vấn đề này rất là thoáng. Mình biết mình đang ở đâu, mình dở ở điểm nào. Dở thì mình sẽ nhận, có cơ hội thì mình vẫn muốn bản thân được tiếp xúc nhiều hơn để mà trao dồi thêm. Và mình cảm nhận được là trong mình có một cái sự thay đổi trong chuyến đi. Đương nhiên sẽ là không over hóa, chỉ là có nhiều cái duyên nó tụ lại tại một cái thời điểm nào đó. Và chuyến đi như là một cái chất xúc tác mạnh mẽ vậy, nó giúp cho mình điềm đạm hơn, tự tin hơn, chấp nhận rủi ro hơn. Và thay đổi là một chuyện, ý thức và cố gắng duy trì cái sự thay đổi tốt đẹp ấy, nó lại là một chuyện nữa, đúng không? Cố lên. Ok, video của mình tới đây là hết rồi. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và xem hết tới tận giờ phút này ha. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào thì đừng có ngần ngại, hãy comment phía bên dưới, mình sẽ cố gắng trả lời tất cả ha. Cảm ơn các bạn vì đã cho mình cơ hội tạo ra một vài khác biệt trong cuộc đời của mọi người nha. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Khoan, từ từ, đừng vội nha. Những chiếc video tiếp theo đây hoàn toàn là dành cho bạn đó.